xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tàng thầy lợn nha các bạn. Thì hôm nay là nói về số đối của một số tự nhiên. Thì thứ nhất các bạn phải biết số tự nhiên là gì. Số tự nhiên thì số tự nhiên người ta ký hiệu bằng chữ N, chính là xuất phát từ số 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, chấm 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 chấm. Muốn tìm số tiếp theo ta lấy số trước cộng thêm 1. Được chưa? Đây là tập hợp số tự nhiên. Rồi tiếp theo các bạn phải biết tìm số đối của một số bằng cách là thêm dấu trừ. Nhớ, muốn tìm số đối của số nào thì ta lấy số đó thêm dấu trừ. Ví dụ số đối của 1 là thêm dấu trừ là -1. Số đối của 3 là thêm dấu trừ là -3. Số đối của 0 là -0. Nhưng đối với số 0 thì số 0 hay là -0 hay là +0 người ta viết gọn là 0. Rồi các bạn hãy tìm số đối của 10 là bao nhiêu, số đối của 2 cộng 7 là bao nhiêu, và số đối của 10 -1 là bao nhiêu, giúp lợn. Được chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợn để lợn khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn.